Hôm ngày 18 tháng 7, thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi châu Âu hợp tác chặt chẽ hơn để duy trì sự hỗ trợ dành cho Ukraine, bên cạnh những vấn đề lớn khác như nhập cư trái phép, biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng. Phát biểu được đưa ra tại hội nghị cộng đồng chính trị châu Âu EBC diễn ra ở Woodstock, nước Anh. Tại sự kiện có sự góp mặt của đại diện 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Thủ tướng Anh đã đề cập đến các nỗ lực thiết lập lại mối quan hệ với Liên minh châu Âu hậu Brexit. Ông Stammer cũng kêu gọi cộng đồng phương Tây tiếp tục ủng hộ Ukraine chúng tôi muốn làm việc với tất cả các bạn để thiết lập lại các mối quan hệ, tìm lại lợi ích chung của chúng ta và đổi mới mối quan hệ tin cậy và hữu nghị. Đây là nhiệm vụ cấp bách vì an ninh của chúng ta đã được đặt lên hàng đầu. Nhiệm vụ đầu tiên của anh hôm nay là khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine vì mối đe dọa từ Nga đã lan rộng khắp châu Âu. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết. Ukraine đã ngăn chặn bước tiến của Nga và Kharkov. Điều này có thể thực hiện được nhờ vì các đối tác đã dỡ bỏ hạn chế trong việc sử dụng vũ khí của phương Tây dọc biên giới của Ukraine. Điều này có dẫn đến leo thang không? Không. Ngược lại, nó còn ngăn chặn nỗ lực mở rộng xung đột của Nga. Tổng thống Zelensky còn lặp lại lời kêu gọi các đồng minh phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công Nga, trong đó có các sân bay quân sự.